Sáng nay, huyện Yên Mỹ tổ chức lễ truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước Mẹ Việt Nam Anh Hùng cho mẹ Ngô Thị Ước và Nguyễn Thị Sàn, xã Hòa Long. Dự buổi lễ có các đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tại buổi lễ, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Thế Cử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao bằng truy tặng bà mẹ Việt Nam Anh Hùng cho thân nhân hai mẹ Ngô Thị Ước và Nguyễn Thị Sàn. Mẹ Ước có hai người con hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, mẹ Sàn có hai con là liệt sĩ chống Mỹ. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ sự tri ân, biết ơn những hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, các bà mẹ Việt Nam anh hùng và các gia đình có người thân đã cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vĩ đại của dân tộc. Đồng thời, nhấn mạnh cấp ủy chính quyền các cấp từ tỉnh tới cơ sở sẽ tiếp tục làm tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh trên địa bàn.